Mến chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video tiếp theo Lời nói đầu tiên chúc tất cả quý bà con sức khỏe và bình an trong cuộc sống Hôm nay em quay lại cái chủ đề mà cũng đã từng làm video cho bà con Rất là nhiều quý bà con hỏi là tại sao phải giữ cỏ trong cái vườn mà trồng cây ăn trái của mình à, Vườn mít, sầu riêng, vườn bưởi Hôm nay em cũng quay cái chủ đề này để giải thích với quý bà con chúng ta chút xíu à, Về cái việc mà chúng ta giữ cỏ là cỏ nó rất là có lợi à, Tại sao nó có lợi? Cái cỏ nó nó sẽ là giữ ẩm vào mùa nắng còn mùa mưa là nó chống sói mòn tuy nhiên về quản lý cỏ đó nha bà con nha vào mùa mưa chúng ta nên cào, cào những cái cỏ ở trong góc ra ở trong cái góc ví dụ như trong góc này chúng ta cào ra cho nó trống ra nha bà con nha chúng ta trào cào cho nó trống ra để chúng ta quản lý bệnh cũng như là sau này mùa mưa nó không giữ ẩm độ cao còn về, về nói về ẩm độ thì mùa nắng là đặc biệt rồi và bà con hỏi rằng cỏ nó có ăn phân không cỏ nó không có ăn phân đâu bà con nó ăn cái gì nó trả lại cái nấy cho đất chúng ta nó ăn rồi nó chết nó sẽ tạo thành một lớp hữu cơ và đặc biệt là cái rễ cỏ nó len lỏi với đất nó làm cho đất chúng ta tươi xốp chúng ta tưới phân nó cái rễ cỏ nó dẫn xuống phân nó dẫn cái phân xuống dưới chúng ta nhanh và cái cây chúng ta nó nhanh hấp thụ bà con nhớ cái điều đấy cỏ nếu cao quá chúng ta cắt chúng ta tạo thành một cái lớp phân hữu cơ cây nó ăn phân được hay không là do đất nó tươi sốt và rễ nó không bị nghẹt thế nên là cái rễ cỏ nó len lỏi với đất nó làm cho đất ta tươi sốt và tạo cái độ thở cho rễ cây của chúng ta nên điều đó là cái câu chuyện mà rất là nhiều bà con này nếu mà để cỏ trời ơi cỏ nó ăn phân làm sao rồi này nọ nó, nó, cạnh tranh dinh dưỡng cái việc nó ăn phân nó ăn không nhiều nó ăn một nó trả lại cho bà con 10 cái đó là thực tế nha bà con nó ăn một nó trả lại cho bà con 10 nên đó, bà con chú ý cái vấn đề cứ cỏ là mùa mưa là bà con cắt cho nó thấp xuống rồi mùa nắng á, bà con cứ để cỏ nắng thì cỏ chắc chắn là cỏ nó không cao thì nó giữ ẩm độ cho cái vườn của mình thứ nhất là ví dụ như bị hóc nắng bị này nọ thì cái vườn chúng ta nó có cái ẩm độ vừa phải để cây của chúng ta nó phát triển còn nếu như cái vườn chúng ta không để cỏ nó thật với bà con á, là nhìn cái lá nó nhìn cái lá nó không có đẹp nó không có xanh và gần như nó bị táp nắng người ta gọi là tán xạ ánh sáng khi mà cái mặt trời nó rọi xuống đất À, nó tán xạ ánh sáng nó ngược trở lại làm cái cho cái cây của chúng ta nó bị bị nóng đi bị hấp thụ cái ánh sáng quá nhiệt độ quá cao thì cây của chúng ta nó cũng không phát triển nên là ở một cái mức độ vừa phải em hay hay nói với bà con để cỏ gì thì thường thường cỏ rau trai hoặc là những cái loại cỏ này cũng được à, xong rồi chúng ta cắt cái rễ cỏ nó lên lỏi dưới đất nó tạo cho cái đất của chúng ta một cái à, một cái tầng mà gọi là um, chúng ta gọi chúng ta gọi là cái rễ cỏ nó tạo cho chúng ta một cái 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 điều tơi xốp cái cơ sếp là cái rất là quan trọng chúng ta tiết kiệm được cái lượng phân tại sao chúng ta tiết kiệm được khi cái cỏ chúng ta cắt này nó chết nó tạo thành phân và chúng ta tưới thằng tri mít vừa kích thích cái bộ rễ vừa phân hủy cái những cái cỏ tạo thành cái phân cho chúng ta thay vì bà con đi bón phân bò phân bò bà con mua phân chuồng phân đồ bà con rải thì chính cái cỏ này bò nó ăn cái gì bà con nó ăn cỏ không nó ăn rồi nó đào thải ra là chúng ta mua cái cỏ này thay vì chúng ta mua phân bò thì cứ cỏ đi đúng không thì chúng ta cắt xong rồi chúng ta thả xuống nó cứ tầng chúng ta thả lên Cỏ nó chết nó sẽ tái tạo thành cái phân cho ta một cái nguồn phân xanh rất là hữu ích. Và con đừng có dại dột mà đi phun thuốc cỏ. Em vào những cái vườn mà em thấy phun thuốc cỏ là em không làm được. Tại vì thứ nhất là về cảnh quan về con mắt của mình mình nhìn vô. Cái thứ hai là về khoa học là chúng ta không nên. Xịt thuốc cỏ rất là nguy hiểm. Chúng ta xịt thuốc cỏ chúng ta tự giết chúng ta luôn. Có nghĩa là tự giết cây luôn. Nên cái bà con nên nhớ cái vấn đề đấy. Còn cái việc quản lý cỏ là cỏ thì chúng ta phải quản lý vào mùa mưa là chúng ta phải làm thông thoáng chúng ta cắt cho nó gọn gàng sạch sẽ chứ còn không phải là nếu nó để, cỏ để chốc dốt lên ngang đầu người chúng ta đâu Nhưng mà còn nhớ cái điều đấy nha đặc biệt là mùa mưa thì chúng ta phải làm thông thoáng ra cái điều điều đương nhiên trong gốc do là cái 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 vườn này ở miền tây là đi nó phục lỗ nãy giờ em té em rớt xuống cái ao này bà con em đi là phục lỗ tại vì chủ vườn là đào những cái rảnh này thứ nhất là để thoát nước thứ thứ hai là hạ phèn mà em đi nó phục phụp lỗ té nãy giờ luôn mấy lần nên em không dám đi nhiều khi mà cái cái vườn này là bà con em nhận cái vườn này là hồi trước giờ nó tư tả cái này cũng nói thiệt luôn bà con sao em có một cái video là phỏng vấn chủ vườn luôn Nhưng không phải là 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 mướn một người nào để vô làm đâu Đó là phỏng vấn chủ vườn luôn hồi xưa là cái vườn nó tơi tả cơ động nó không có ra gần như là gần như nó sơ sát mà có thì ổng chơi em đi xịt luôn nó tơi tả hết và cuối cùng em mới vô thứ nhất là anh nghe em nếu như anh nghe em em sẽ theo anh cả cái quy trình thứ nhất là anh ngừng cái hó, hóa học dùm em cái thứ hai là cỏ là anh phải quản lý cỏ không được xịt thuốc cỏ tốn công một chút xíu nhưng chắc cú không? bà con chắc cú nha cái 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 vườn này là cái trồng khoảng cách từ cây này qua cây kia là nó em thấy có sống hết rưỡi thôi à, bà con miền tây hay An gian đất đó, là trồng rồi xong rồi chặn tán nó vậy đó bây giờ nói về vấn đề cỏ thì để bà con chúng ta hiểu được cái vấn đề là chính cái rễ cỏ nó len lỏi với đất làm cho đất chúng ta tươi xốp làm cho cái rễ cây chúng ta nó có độ oxy thở có cái oxy thở nếu mà con không tin bà con chỗ cái vườn mà con chỗ nào không có cỏ chỗ đó đất đất nó cứng nó chai lắm mà chính đất nó chai thì làm sao mà cái rễ cây của chúng ta nó len lỏi nó hấp thụ được thì nhờ cái rễ cỏ nó len lỏi vào nó len lỏi vào và nó làm cho đất chúng ta tơi xốp còn có ăn phân hay không thì nó có ăn nhưng mà không có nhiều chúng ta giống như chúng ta nuôi cỏ luôn thì nó chết nó đâu có bay được nó chết nó sẽ tự trả lại cho bà con bà con nên nhớ thí dụ như trong một cái vườn mà vườn cái rừng mà rừng nguyên sinh bà con biết không cái tầng cỏ tầng rác tầng hữu cơ nó xuống dưới đó nó hoa một tầng thành một cái đất tơi xốp nhưng những cái vùng màu xưa mà bà con mua những cái vùng bà con biết những cái vùng đất ở ở cao nguyên hay ở tây nguyên cái vùng đất rất là tốt tại vì cái xưa nó là rừng rừng nguyên sinh nó đưa xuống là cái tầng một cái tầng đất nó 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 làm cho cái đất của chúng ta tơi xốp và cái dinh dưỡng rất là nhiều nếu như bà con để cỏ bà con cắt xong là bà con hỗ trợ thêm bà con tưới cái gói mà trico humic bà con hay thấy em quay review ở trên kênh á thì cái gói đó là của công ty nông nghiệp hoa kỳ và tất cả các sản phẩm đều của công ty nông nghiệp hoa kỳ hết tất cả các sản phẩm đều ưu tú hết cái gói humic hoa kỳ là vừa cung cấp humic vừa cung cấp vi lượng và đặc biệt cái gói trico humic vừa cung cấp humic và vừa cung cấp cái tầng trico đề ma cái trico đề ma là xuống đào nó sới nó làm tất cả mọi thứ cho cái rễ cái rễ của chúng ta nó phát triển nó bảo vệ bộ rễ cái thứ hai là làm cho đất chúng ta tơi xốp và nó bào mòn mấy cái cỏ chết những cái dạng như mà rác thực vật rác động vật này nó nó làm cho biến thành phần chuyển đổi thành phần cho cái cây chúng ta dễ hấp thụ cái cỏ nó rất là quan trọng trong cái vườn của chúng ta mà nếu như bà con đi xịt thuốc cỏ thì em xin bye bye em không bao giờ em sẽ đứng kỹ thuật cho cái vườn đó em nói thật luôn em hoàn toàn chia sẻ với bà con miễn phí không bao giờ đứng vào mà dễ chuyện bán thuốc bán này không có nhưng mà em sẽ đi cho bà con những cái loại phân bà con thấy yếu tố nhất của công ty nông nghiệp hoa kỳ tốt chất lượng giá rẻ Tôi nghĩ là giá là rẻ và nó nói chung là nó ở một cái độ phù hợp cho vườn của bà con còn nếu như bà con sử dụng phân từ lưa đủ kiểu các kiểu hết bà con tốn tiền lắm bà con tốn tiền tốn tiền không cuối cùng không được gì cứ chúng ta ăn ít nhưng dài lâu bền là chúng ta tận dụng cái nguồn cỏ này thà thành một cái phân hữu cơ tại sao chúng ta không tận dụng mà chúng ta đi diệt cỏ đúng không bà con nó hơi nhiều hơi nặng tiếng bà con thông cảm tại vì tiếng của em nó vậy nó nặng nó nặng trịch nặng mùi phen cái chỗ này chỗ em ngồi nãy giờ thế nên cái cỏ này cái cỏ này là vào mùa mưa là cào ra giùm em à, vào mùa mưa là phải cào ra cào ra giùm em cào ra trống cái góc ra bây giờ nó có chỗ đây tự nhiên có chỗ đây ngồi nó cũng đàm đạo với bà con nó cũng mát mẻ nên một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ mình mong mỏi bà con á, nếu bà con làm nông nghiệp bà con cứ nghĩ đến hữu cơ dùm em đừng bao giờ hóa học đặc biệt là là các cái dạng mà phân phân mà đạm cao thì nói chung á, là ở cái mức đạm vừa phải ví dụ như chứ còn mà đạm mà đạm hóa học thì em không mê đạm mà đạm hữu cơ ví dụ như đạm đạm tôm á, là thấy cũng rất là hay còn ví dụ như xài những cái đạm em nờ bk ba mươi mười mười hay ure mà ure liên xô -so, xả cho lúa nó đó, 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 là những cái cây ngắn ngày còn cây ăn cá là chúng ta không tin là làm được ngon con nha là một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ cư đọt bây giờ là nó búng ra Tự lưu hụt dưa hết rồi xong rồi em làm em phục hồi lại cái cây này hồi xưa vườn này là xưa bệnh đủ thứ bệnh hết mà đau đầu luôn vô mà không biết quay cái gì luôn thấy quay phim không không dám quay quay chủ vườn nó quay ngại quá không dám quay đó, hồi xưa là vườn nó tơi tả hết bây giờ là nói gì cũng được rồi bây giờ làm con gà xì rượu là vô tư rồi bây giờ muốn có bia uống cũng được nữa nó phơi phới cái cây bà con nhìn thấy nhìn nó mức rượt luôn một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ với bà con và chúc tất cả quý bà con sức khỏe và bình an trong cuộc sống bye bye bà con nha bye bye bà con cần gì về tư vấn kỹ thuật cây ăn trái từ cái giai đoạn kiến thiết đến cái giai đoạn kinh doanh bà con cứ gọi em em sẽ tư vấn hỗ trợ cho bà con hoàn toàn miễn phí hết em tên viễn à, mấy đứa nó kêu em viễn đẹp trai mà em thấy em đâu có đẹp trai đâu em của em đây đâu có đẹp trai đâu bây giờ giờ nó nóng dữ quá nè nó, nó, nói chung là trời nó nắng dữ quá mới dịu dịu xuống chút nha bà con đang ngồi dưới cái tán cây này cái vườn này là trồng hai năm so với tốc độ phát triển sau khi em phục hồi lại thì cũng cũng ổn rồi cũng tạm được rồi đâu xưa nó tươi tả lắm nó, nó thảm lắm kìa à, giữ cỏ tăng xanh mướt vậy nhìn nó đẹp miên mang miên mang rồi bye bye bà con nha